Ford lần đầu tiên ra mắt sản phẩm trong phân khúc xe đa dụng cỡ lớn 7 chỗ tại Việt Nam với mẫu Ford Tourneo. Ford Tourneo rộng nhất trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ tại Việt Nam, phong cách đậm chất châu Âu với các đường dập đa chiều, lưới tản nhiệt, bậc bức nẹp chrome, tạo diện mạo vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, nội thất rộng và thoáng với chất liệu cao cấp. Các tiện ích tiêu biểu là điều hòa tự động hai vùng, cửa gió cả ba hàng ghế, màn hình cảm ứng, ổ sạc 220V, cửa sổ trời và nhiều tiện ích khác. Khoang chứa đồ rộng 1.360 lít, hệ thống treo khí nén phía sau mang đến cảm giác êm ái cho tất cả hành khách. Động cơ xăng EcoBoost 2.0 lít tăng áp đạt tiêu chuẩn Euro 5, công suất 203 PS, mô men xoắn 300 Nm, cùng hộp số tự động 6 cấp, khung xe bằng thép boron cứng gấp 4 đến 5 lần thép thông thường. Các công nghệ an toàn theo hệ thống Porsche 9.1 của tập đoàn Ford, phiên bản Titanium có 6 túi khí, 8 cảm biến quanh xe và camera lùi. Ford Tourneo có 5 màu để lựa chọn là đen, trắng, nâu, bạc và ghi xám, phù hợp cho gia đình, kinh doanh hay vận tải hành khách. Đây là đối thủ nặng ký và là luồng gió mới trên thị trường xe đa dụng Việt Nam.